Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trung Đông hiện đang là khu vực nóng với cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo Hamas ở giải Gaza và Israel. Xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát từ ngày 7 tháng 10 vừa qua không chỉ gây nhiều thương vong mà còn tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế chính trị của Palestine và Israel cũng như các nước khác trong khu vực những đòn tấn công của Hamas trong chiến dịch này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có đối với Israel về cả con người và tài sản. Sự tàn phá này khiến chính phủ, quân đội và cộng đồng Israel đều bàng hoàng. Điều này thúc đẩy Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan và các quan chức hàng đầu của Israel quyết tâm truy lùng các thủ lĩnh Hamas trên khắp thế giới, trong đó có Yahya Sinwar, người đứng đầu phong trào vũ trang của Hamas tại giải Gaza. Israel đã công khai cáo buộc Sinwa là kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công của Hamas chống lại Israel vào ngày 7 tháng 10. Mặc dù các chuyên gia cho rằng Sinwa có thể chỉ là một trong số nhiều người lãnh đạo chiến dịch khiến nhà hoạt động này trở thành một trong những mục tiêu chính của cuộc chiến ở dài Gaza. Yahya Sinwa sinh năm 1962 tại trại tị nạn ở Khan Yunis, miền nam Gaza. Gia đình ông này đã phải di rời khỏi Al Maidan, một ngôi làng của người Palestine ở Ashkelon ngày nay trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel. Ông Sinwa với mái tóc bạc và đôi mắt đen sâu dưới đôi lông mày nổi bật cho đến nay là gương mặt được biết đến nhiều nhất và dễ nhận biết nhất trong ba thủ lĩnh của tổ chức Hamas và có lẽ đã trở thành nhân vật quyền lực nhất của tổ chức này. Sinwa hiện được cho là người ra quyết định với tư cách là thủ lĩnh chính trị của Hamas ở Gaza và liên kết chặt chẽ với cánh quân sự của nhóm vũ trang. Thủ lĩnh chính trị chung của nhóm Hamas là Ismail Hani hiện lưu trú ở Doha và cấp phó của ông là Saleh Arouri hiện ở Beirut, Liban. Năm 2011. Nhà lãnh đạo của Hamas ở Gaza hiện tại, Yahya Sinwa đã được phóng thích cùng hơn 1.000 tù nhân Palestine trong một thỏa thuận trao đổi với Hamas để có được sự giải thoát cho chỉ một binh nhì Israel bị bắt cóc bởi Hamas từ năm 2006. Từ đây, sai lầm lịch sử tồi tệ nhất của Israel đã bắt đầu. Sau khi được thả, Sinwa trở về giải Gaza và tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng chống lại Israel. Vào năm 2016, ông trở thành một trong 15 thành viên của Bộ Chính trị Hamas. Đến năm 2017, Sinwa được bầu làm người đứng đầu của chính quyền Hamas tại Gaza. Là một nhân vật hoạt động lâu năm trong phong trào nổi dậy của Palestine, Sinwa chịu trách nhiệm xây dựng cánh quân sự của Hamas trước khi thiết lập các mối quan hệ quan trọng với các cường quốc Ả Rập trong khu vực với tư cách là nhà lãnh đạo dân sự và chính trị của nhóm. Trong thời gian dài 22 năm của thời gian thụ án tại Israel, từ khi bị bắt năm 1989 đến khi được thả vào năm 2011, Sinwa đã lặng lẽ chuyển nhà tù thành một nơi học tập riêng cho mình. Yahya Sinwa tự học tiếng Hebrew, ngôn ngữ chính thức của Israel. Thậm chí, ông đã trở thành người thông tạo ngôn ngữ này và thường thể hiện mình là người điềm đạm và có học thức. Các quan chức tình báo cấp cao của Israel, những người đã trực tiếp tiến hành cuộc thẩm vấn với Sinwa, từng ghi nhận ông là một cá nhân có xu hướng biến đổi theo hình mẫu cách mạng ôn hòa. Mặc dù bị kết án nặng nề với mức án tù lên đến 430 năm do Israel không áp dụng mức án tử hình, ông Sinwa đã từng bước nhận được những ưu đãi đặc biệt cho một tù nhân trung thân. Ông Sinwa được phép thường xuyên theo dõi báo chí và nghe radio của Israel. Thỉnh thoảng có các phóng viên nước ngoài được gặp và phỏng vấn ông, tù nhân đặc biệt này. Điều đó cho thấy, thời gian ông ở trong nhà tù không chỉ giúp ông học ngôn ngữ của Israel, mà còn mở ra cơ hội để ông hiểu rõ hơn về chính đối thủ của mình. Khi Sinwa được trả tự do vào năm 2011, ông nghĩ Hamas nên thúc đẩy nỗ lực buộc Israel thả tù nhân Palestine nhằm gia tăng ảnh hưởng và uy tín của nhóm, theo nguồn tin am hiểu vấn đề. Ông từng cam kết với những tù nhân chưa được thả rằng ông sẽ làm mọi cách để giải thoát họ. Giảng viên khoa học chính trị tại Đại học al azhar ở Gaza, Mkhaymer Abu nói, ông ấy không thấy thoải mái khi rời nhà tù năm 2011 và để lại những đồng hương của mình ở đó. Ông được biết về sự quan trọng của mỗi sinh mạng người Do Thái, đặc biệt là từng lính trong quân đội Israel được coi là không thể đo lường và việc bảo vệ họ được ưu tiên hàng đầu. Khi một lính hy sinh, việc đưa thi thể về để mai táng là điều bắt buộc. Ngay cả khi có người bị bắt làm tù binh, Quân đội sẽ nỗ lực tối đa để giải cứu, vì việc thu hồi di thể và giải cứu ấy, có đòi hỏi thời gian và tốn kém đến đâu cũng phải làm. Cũng bởi người lính Israel có giá cao như thế, nên bất cứ ai tác động đến sinh mạng của người lính Israel đều bị coi là trọng tội và bị kết án rất nặng nề. Nhận thức này khiến Sinwa Hoa tự lý giải được vì sao mình bị kết án tới 430 năm tù, chỉ vì đã hạ gục hai binh sĩ Israel cùng bốn người Palestine đã cộng tác với quân chiếm đóng. Nắm vững những huyệt đạo này của Israel, Sinwa trong thời gian ở tù đã lập kế hoạch và thành công trong việc giải thoát hơn 1.000 tù nhân người Palestine khác, đổi lấy việc phóng thích một binh nhì tên Salit bị bắt cóc vào năm 2006 khi mới 19 tuổi. Từ những năm tháng dài đằng đắng ở trong nhà tù Israel, Sinwa đã cảm nhận được một cách sâu sắc những đau đớn của người Palestine bị kết án nặng vì tội xâm phạm tính mạng và thân thể của người Do Thái. Ông luôn quyết tâm phải tìm cách giải thoát cho những người Palestine, bất kể họ thuộc Hamas hay các tổ chức khác. Trong chiến dịch lũ quét Al-Aqsa gần đây, một mục tiêu hàng đầu là bắt càng nhiều người Israel càng tốt, đặc biệt là lính Israel. Điều này được minh chứng qua việc trao đổi khoảng 100 con tin lấy gần 300 tù nhân Palestine vào cuối tháng 11. Và Sinwa thông báo rằng Hamas sẵn sàng thả hết con tin nếu Israel đồng ý trả tự do cho toàn bộ người Palestine bị giam giữ. Suốt những tháng qua, Israel thực sự bị động bởi Sinwa, một tù nhân trọng tội mà chính họ đã phóng thích năm 2011. Israel choáng váng bởi Sinwa đã nắm thóp được từ huyệt của Israel là đánh giá rất cao sinh mạng của người Do Thái. Việc thả Sinwa ra khỏi nhà tù đã tạo điều kiện cho ông này và Hamas có thể tiến hành các hành động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc phát động chiến dịch lũ quét Al-Aqsa có thể được coi là một động thái phản ứng của Hamas trước những hậu quả của cuộc xung đột trước đó, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Israel và Palestine. Hơn nữa, giới lãnh đạo Israel cũng rút ra một bài học là nếu còn Sinwa, còn Hamas cai quản Gaza, thì chưa thể ngưng cuộc chiến đang diễn ra được. Giới quan sát cho rằng, Sinwa đang đặt cược tính mạng và tương lai của nhóm Hamas vào những hiểu biết, phán đoán của ông về xã hội Israel sau hai thập kỷ nghiên cứu tiếng Do Thái trong tù, xem tin tức địa phương và tìm hiểu tâm lý người Israel. Các chuyên gia cũng có những nhận định khác nhau về ông Sinwa và vai trò cũng như trách nhiệm của ông về cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi Moshe Dayan tại Đại học Tel Aviv Haran Choraf nói rằng, mặc dù Sinwa là nhân vật chủ chốt trong Hamas nhưng ông ta không nên được coi là nhà lãnh đạo duy nhất của tổ chức này. Ông Choref nói, Sinwa được coi là người cấp cao nhất vì ông ấy có uy tín rất cao trước công chúng, nhưng Hamas không hoạt động theo cách đơn giản. Hamas là một tổ chức phi tập trung với một số trung tâm quyền lực riêng biệt và ông ấy là một trong số đó. Ông Chorev tin rằng, mặc dù Sinwa là một nhân vật nổi bật, nhưng ông chỉ là một trong bộ ba quan chức Hamas chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 7 tháng 10, cùng với Mohamed Al-Masri, thường được biết đến với cái tên Mohamed Deif, chỉ huy lữ đoàn al qassam cánh quân sự của Hamas và cấp phó của Deif là Mawan Isa. Mọi người vẫn hay nghĩ rằng ông Sinwa là người phát động cuộc tấn công, nhưng thực tế chính Deif mới là người kích hoạt cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Và trong khi Sinwa dành vài năm qua để phát biểu và chụp ảnh, thì Deif lại là một nhân vật cực kỳ bí ẩn, chưa từng xuất hiện trước công chúng trong nhiều thập kỷ. Ông Choref cho biết, thủ lĩnh Sinwa nổi tiếng vì sự lạnh lùng và sắt đá đối với bất kỳ ai mà ông nghi ngờ phản bội hoặc hợp tác với Israel. Là nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, Sinwa tập trung vào các mối quan hệ đối ngoại của nhóm. Theo ECFR, Sinwa chịu trách nhiệm khôi phục mối quan hệ của Hamas với các nhà lãnh đạo Ai Cập, những người cảnh giác với sự ủng hộ của nhóm đối với Hồi giáo chính trị và tiếp tục vận động nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ quân sự từ Iran. Một nhà hoạt động vì hòa bình nổi tiếng của Israel từng tham gia vào việc trả tự do cho Salit, người lính Israel năm 2011, Gerson Baskin cho biết. Cuối cùng thì có hai người đứng đầu cuộc đàm phán, một người là Yahya Sinwa bên phía Hamas và người còn lại là Benjamin Netanyahu bên phía Israel. Trước đó, ông Sinwa đã bị gọi bằng nhiều cái tên khác nhau trong hai tháng qua. Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Richard Heck, gọi Sinwa là bộ mặt của cái ác. Truyền thông Israel so sánh Sinwa với Osama Bin Laden, trong khi một hồ sơ do IDF công bố đã đặc biệt danh cho ông là đồ tể từ Khan Yunis. Nhưng nhà nghiên cứu Choref nói rằng, bất chấp những cách mô tả như vậy và bất chấp vai trò cấp cao của Sinwa Ông này cũng chỉ là một trong nhiều chỉ huy mà Israel cần phải loại bỏ trước khi có thể nói rằng họ đã xóa sổ hoàn toàn Hamas. Ông Choresf cho biết, nói một cách đơn giản, nếu Israel giết Sinwa, điều đó không có nghĩa là họ sẽ tiêu diệt Hamas. Tuy nhiên, Hamas vẫn có thể bị lật đổ ngay cả khi Sinwa vẫn còn sống, bởi vì nó không phải là một tổ chức có thứ bậc. Để Israel tiêu diệt Hamas, họ cần phải tiêu diệt một lực lớn các trung tâm quyền lực quan trọng chứ không chỉ riêng ông ta chiến lược của israel để giải cứu những con tin còn lại tập trung vào việc đặt thắng lợi trên chiến trường buộc hamas phải thả họ quan chức israel nghĩ rằng hamas chấp nhận thả con tin đầu tiên vì tel aviv đã mở chiến dịch trên bộ ở gaza và gây sức ép với nhóm vũ trang lực lượng israel đang chiến đấu chống hamas ở khan yunis nơi sinwa lớn lên và đã bao vây ngôi nhà của thủ lĩnh nhóm trong tuần này đây được đánh giá là động thái mang tính biểu tượng vì sinwa được cho là đang ẩn náu trong hệ thống đường hầm của hamas